Đến đây, chúng tôi kính mời quý vị thưởng thức một trong những tiếng ca hàng đầu của nền ca nhạc hải ngoại và cũng là giọng ca nòng cốt của những chương trình Hollywood này. Và như ký giả Tô Kiều Phương đã viết, đó là một tiếng hát mật ngọt, một tia nắng vàng, một cơn mưa hạ đã đi sâu vào lòng từng người và từng gia đình Việt Nam chúng ta. Vâng, đó chính là tiếng hát của ca sĩ Ngọc Lan. Xin kính mời quý vị thưởng thức.